Sống ở đời là người trí tuệ, không cần phải cố giải thích bản thân mình với người khác. Thế gian thì muôn màu, nhân sinh thì muôn hình vạn dạng. Vậy nên là người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình với người khác. Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không. Nhân sinh trên đời lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm. Nhưng mà một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, là người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng là biểu hiện của sự trưởng thành. Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình mà vẫn đứng sừng sững trong mây. Biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ. Đất dày không cần giải thích độ dày của mình mà tấm lòng vẫn bao dung nâng đỡ vạn vật. Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của một người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Người xưa có câu: người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu, người không hiểu ta thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. Giữa người với người, hiểu nhầm cũng được, tiếc nuối cũng được. Những người đã hiểu bạn, bạn không cần phải giải thích. Những người không hiểu bạn, hà cớ chi phải giải thích nhiều. Cảnh giới nhân sinh cao nhất không phải là nhìn rõ được bao nhiêu việc, mà là xem nhẹ và buông bỏ được bao nhiêu việc. Người khác nghĩ gì, chúng ta không thể kiểm soát. Người khác nói gì, chúng ta không thể ngăn cản. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm, đó là tận tâm tận lực là chính mình. Con người sống ở đời, dù giỏi, dù tốt đến mức nào, vẫn luôn có người ghét bạn. Dù lương thiện đến mức nào cũng luôn có người bôi nhọ bạn. Thay vì lấy lòng người khác, hãy lấy lòng chính mình, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Cầu người không bằng cầu mình. Những cái đừng trong cuộc sống sau đây có lẽ là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Điều thứ nhất, đừng đánh giá người khác là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn. Điều thứ hai, đừng đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta. Điều thứ ba, đừng đánh giá gia đình của người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn. Điều thứ tư, đừng đánh giá học vấn của người khác, bởi sự học là vô bờ, cũng là việc cần nỗ lực cả đời. Điều thứ năm, đừng đánh giá về bất kỳ ai, cho dù là người bạn xem thường nhất. Điều thứ sáu, đừng tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp. Điều thứ bảy, đừng vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo xa cơ thất thế. Điều thứ tám, đừng khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Điều thứ chín, đừng dựa dẫm vào người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả. Điều thứ mười, đừng làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến. Điều thứ 11, làm người không cần phải giải thích là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Điều thứ 12, đừng tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này. Và điều thứ 13, đừng bàn luận ai tu tốt hay không tốt. Tu hành tùy thuộc mỗi người. Người khác chính là cái gương của bạn, phản chiếu thiếu sót của bản thân, chỉ ra chỗ chưa tới trong tu luyện của bạn. Thế giới này là của chính mình, chẳng liên quan tới bất cứ ai. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn chơi. Cuộc sống đôi khi cần một chút hồ đồ, khôn khéo quá hóa ra rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều thì nhận lại cũng càng nhiều. Học cách khoan dung giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não. Học cách cho đi, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực trời xanh xanh thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi. Kỳ thực mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên. Kỳ thực nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là tâm thái của bạn quyết định. Vì vậy, cứ hãy sống là chính mình. Chỉ không cần hổ thẹn với lương tâm là mãn nguyện lắm rồi.